Con đang đứng trước tòa nhà Quốc hội tiểu bang Victoria. Đây, nó ở nằm ngay tại trạm Parliament Station, trạm ga xe lửa. Giờ nằm sát bên khu phố Chinatown. Đây là phía mình đang ở phía trước. Austin. Đây một cái tòa nhà quốc hội đồ sộ như thế này đây. Nhưng mà khi mà các bạn muốn đi tham quan thì các bạn hình như là phải book đăng ký trước, đi lịch hẹn á, có giờ trước thì mới tới rồi mới vô, chứ bây giờ tại cái này cũng là free thôi, đây đó là free tour mà. Nhưng mà mình phải book. Ở trên muốn lên không? Lên top. Đi lên. Mình đi lên trên tầng này đi tham quan ha. Chỉ được ở bên ngoài chưa, mình không có book cái lịch hẹn. Ui, mấy cái cổng, cái trụ lớn đó. Đây, bên trái và bên phải nó có hai cái lối vào nè. Ở phía trên là hoa, mấy cái hồ điêu, họa tiết là cầu kỳ kiểu của thời Hy Lạp hay rồi vậy. Đây nhìn ra trước đây nè. Đấy, ở trên này tham quan nhìn xuống này. Phía bên kia là tòa nhà có bảng thi quốc tịch. Đó tiểu bang Victoria là cái tòa nhà kia, số 2 Long Đèo, đó cái nhà cao bên phải. Còn ở đằng kia là rạp chiếu phim. Đây, ở một cái góc nhà của trung tâm thành phố Melbourne là đây. Khu này thấy cổ kính không? Vừa cổ mà vừa hiện đại là kẹp một bên luôn. Ai ai cũng thích thú. Austin, lên đây nè, Austin. Lên đây, đi lên đây luôn. Lên đây mình ngắm, mình mới thấy nó lớn. Lên ở đây thì có nhiều đôi nam nữ tới đây chụp hình. Cái trụ lớn hơn Austin chưa? Chưa biết. The big house, yeah. Wow, bự nè. Bữa nay trời cũng khá hơi se se lạnh cho nha. Nhưng mà ra đây thì nó không có lạnh nhiều, nhưng mà cũng phải thủ. Ở Melbourne đây là vậy, phải thủ. Is this the world's biggest house? Đứng đây thì đi tham quan nhìn ngắm nè. Nhìn ngắm một góc thành phố của Melbourne. Đấy, những cái tòa nhà kia Windsor, cái kia kia có cái tòa nhà Windsor Hotel, cái hotel cả nhà, hotel cũng cổ cổ vậy đó. Một cái cổ, một cái mới ha. Cái mới bây giờ là họ có những cái lộ kiến xanh, tím tím xanh xanh đẹp lắm. Ở dưới kia là những chiếc xe xe điện, xe tram, xe lửa điện đó, chạy khắp thành phố luôn.
Ở dưới kia nữa thì có những cái biển biểu tình của người hình như cờ của Palestine. Đẹp hơn cả nhà. Phải book tour ha, các bạn phải book vô cái trang cái website của nơi đây đó, các bạn book đăng ký cái tour của mình đi tới, lịch hẹn thì bây giờ mở cửa của họ là mấy giờ mình tới mình đi vô. Mình đi qua bên này nữa, qua bên này luôn, Austin, qua bên kia tham quan. Bên này Austin quên đội mũ. Đây, nhìn cái cảnh đẹp thấy hoành tráng. Nó thứ nhất là nó sạch cả nhà. Sạch lắm, ở đây Melbourne rồi cũng là một trong những thành phố mà nó sạch, xanh sạch. Trung tâm thành phố là rất nhiều công viên ha. Bên này là cả nhà thấy một cái hình ảnh nó hơi cổ cổ kính một chút xíu. Đây là Hotel Windsor. Thì bên cạnh là những cái hình như là cái apartment rồi đó, thì nó mới hơn, nó hiện đại hơn. Còn như đây là lâu đời rồi. Mình quay lại đây, Austin, quay lại đây đi xuống Chinatown. Con đường Chinatown. Đây, tòa nhà Quốc hội, tiểu bang Victoria. Tòa nhà Quốc hội nè, nó đặt ở tiểu bang Victoria này thôi. Còn kia, đi thi quốc tịch là các cả nhà đi theo cái nhà lầu bên cái trụ building bên phải đó, số 2 Longdale, ga Parliament Station. Các bạn đi từ miền Đông, miền Tây gì đó, nếu mà cái ở miền Tây thì nó cũng gần hơn miền Đông, thì các bạn cũng đi lên trên Flinders, ga Flinders trung tâm rồi đi bộ, chịu khó đi bộ hay là đi lên tiếp chuyến nữa là Parliament. Nó gần đây thôi, đi bộ là tới rồi cả nhà. Thì hồi xưa kia mình đi thi quốc tịch là ở chỗ này nè. Mình có cuộc hẹn với họ. Tới ngày đó cái mình đi ra đây. Mình đi xe lửa mình đi ra đây. Mình thi thi trong vòng hơn 10 15 gì đó phút gì đó, mình thi trên máy tính đó. Là xong cái mình đi ra đây mình đi dạo luôn. House. I've never been there. Bây giờ mình xuống đây băng qua đường chứ. Hai cha cô đi. Go, come on. Bên này nè Austin ơi. Khu này là nhà hàng, khu ăn uống. Cà phê. Có những cái tour đi du lịch có thể là ở những cái khách sạn như hồi nãy mình thấy đó, ở khách sạn Windsor đó. Thì sáng thì đi ra ngoài này uống cà phê đó, gần sát bên con phố đây, khoảng hơn 100 mét thôi. Cửa hàng thì lúc này có những gian hàng chưa có mở. Đây là những cái thùng bia, xe chở bia, bia hơi á. Đây là ngay trạm ga C-Train Parliament ha các bạn. Parliament Station. Thì bạn lên bạn thể thấy là cái góc kia là một của Chinatown rồi đó. Ok, clip tới thì mình sẽ chia sẻ cái hình ảnh của đoạn đường
khu phố Chinatown. Ở những cái cột này, ở trên kia là có hai con sư tử đá ở trên qua đường. Yeah, video tạm dừng ở đây. Bye cả nhà.